Trong ngày thứ nhất của tuần Tam Nhật chuẩn bị mừng lễ Mẹ Thánh Mazzarello, hôm nay chúng ta hãy lắng nghe chứng từ của Don Giovanni Cagliero, người đã biết rất rõ, rất gần Mẹ Mazzarello. Chúng ta hãy xem đâu là những yếu tố của linh đạo và tình mẫu tử giáo dục của Mẹ Mazzarello được đề cập và nhấn mạnh. Đức ông Giovanni Cagliero, sinh năm 1838, mất năm 1926, là tổng giám đốc của hội dòng con Đức Mẹ Phù Hộ. Don Giovanni Cagliero đã biết Maria Domenica Mazzarello năm 1864 trong chuyến thăm đầu tiên của Don Bosco tại Mocnese. Ngài là một linh mục trẻ. Tôi nghĩ rằng Ngài sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng vài năm sau, Ngài sẽ trở lại Mocnese với tư cách là Tổng Giám đốc của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, mà lúc đó chỉ tồn tại trong giấc mơ của Thiên Chúa. Sau cái chết của Don Pestarino năm 1874, Don Bosco đã trao cho Ngài sứ mệnh là Tổng Giám đốc của Hội dòng. Ban đầu, Ngài hơi bối rối. Tôi phải làm gì đây? Mối quan hệ của tôi với Hội dòng là gì? Đó là những câu hỏi chạy qua đầu Ngài. Don Bosco luôn luôn điềm tĩnh, trấn an Ngài bằng cách nói: Cha biết tinh thần của nguyện xá của chúng ta, hệ thống dự phòng của chúng ta, và bí quyết để làm cho mình được người trẻ yêu mến, được lắng nghe và được vâng lời, bằng cách yêu thương tất cả, không hành hạ bất cứ ai, và giúp đỡ họ ngày đêm với tinh thần cảnh giác của người cha, với lòng bác ái kiên nhẫn và lòng nhân ái không ngừng. Mẹ Mazzarello tốt lành đã sở hữu những điều kiện cần thiết này, và do đó chúng ta có thể tin tưởng vào sự điều hành hội dòng cũng như sự chỉ đạo khôn ngoan và tinh thần tu sĩ của các nữ tu. Không có gì khác phải làm và cũng không có gì khác ngoài việc đồng nhất với tinh thần, với hệ thống dự phòng và chính là đặc nét của nguyện xá của chúng ta, với hiến luật và những quyết tâm Salesian. Hội dòng của họ bình đẳng với hội dòng của chúng ta. Họ có cùng một mục đích và cùng một phương tiện mà hội dòng khắc sâu bằng gương sáng và bằng lời nói. Và các nữ tu sẽ dựa trên khuôn mẫu của mẹ hơn là các bề trên, các giám đốc và các giáo tập. Họ là những người mẹ dịu dàng đối với những trẻ nội trú của họ. Don Cagliero đã có thể tận mắt chứng kiến Maria Domenica thực sự là một người mẹ đến mức nào và các chị em cảm thấy mình được yêu thương và yêu mến mẹ Mazzarello như thế nào. Từ những lời chứng của Don Cagliero, chúng ta làm nổi bật một số ghi nhận về tình mẫu tử giáo dục của Maria Domenica được bắt nguồn và thể hiện ở những khía cạnh sau. Era una donna di Dio. Một người nữ của Thiên Chúa. Viveva poi si direbbe perduta. Lời của Don Cagliero. Mẹ đã sống và sau đó mất hút trong Thiên Chúa. Khi mẹ tập trung cầu nguyện, khi tham dự vào công việc, trong lúc canh thức và cũng có thể nói là trong giấc ngủ, như người hôn thê trong sách Diễm Ca: Kìa tôi ngủ nhưng lòng tôi vẫn thổn thức. Một người nữ được ban tặng những hồng ân đặc biệt trong việc hướng dẫn thiên đường. Don Cagliero đã nói: Tôi biết mẹ được ban cho tinh thần biết nhìn xa, với một cảm thức tâm linh tuyệt vời và cao quý, với ơn phân định và xem xét cõi lòng, đến mức có thể đoán được những khuynh hướng, đấu tranh nội tâm và sự thành đạt tốt hay xấu của nhiều ơn gọi.
Một người nữ thực sự, không có nếp gấp. Mẹ đã luôn thao thức cho lợi ích của hội dòng, của các chị em và của các thiếu nữ. Trong lời khai của quá trình phong thánh, Đức ông Cagliero nhớ rằng Ngài đã đến Nizza Monferrato vào đêm trước khi mẹ qua đời. Mẹ Mazzarello đã mong muốn được gặp Ngài trước khi chết. Trong cuộc trò chuyện dài giữa họ, mẹ đã chia sẻ một số điều về cuộc sống của mình, nhưng đặc biệt là về quá trình phát triển của hội dòng. Đồng Cagliero đã viết, mẹ thông tin cho tôi về một số điều bất tiện, theo những hiểu biết đặc biệt của mẹ và kinh nghiệm tuyệt vời của mẹ, đã làm ảnh hưởng đến tinh thần tu sĩ của các sơ, các thỉnh sinh, tập sinh và học sinh lưu xá. Và điều này là do tính kiêu căng hay hão huyền đáng chú ý nơi một vài người, những tình bạn thế tục và quá nhạy cảm vào những người khác, và không ít ơn gọi lung lay để sau khi mẹ qua đời, tôi có thể sửa chữa những khiếm khuyết nghiêm trọng này và loại bỏ những trở ngại này vì lợi ích của hội dòng, của các nữ tu và sự hoàn thiện tu sĩ mà luật thánh ước muốn và được khắc sâu bởi các đấng sáng lập. Bước ra từ căn phòng nhỏ và đập bàn tay vào lòng bàn tay, Đồng Cagliero hé môi mím chặt. Vâng, 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 nếu tôi luôn nghe lời mẹ, vâng. Madre Mazzarello si rivela madre fino alla fine. Mazzarello đã cho thấy người là mẹ đến giây phút cuối cùng. Lợi ích của hội dòng là trên hết. Mẹ đã chết đi bằng cách trao ban sự sống. Mazzarello, một người nữ của sự hiệp thông, giữa cha Cagliero với tư cách là tổng giám đốc và mẹ Mazzarello với tư cách là bề trên của hội dòng, họ có một mối quan hệ hỗ tương cá nhân và sự hiệp thông về quà tặng của ân sủng và thiện ích Salesian. Có sự hiện hành của sự nhưng không, lòng nhân từ và sự hiểu biết lẫn nhau, không chỉ ở cấp độ cá nhân mà còn ở trong việc chia sẻ một lý tưởng và một thực tại đang phát triển, đó chính là hội dòng. Giữa họ đã có một mối tương quan thực sự giữa nhân loại và tâm linh, dẫu có sự khác biệt và đôi khi thậm chí có sự bất đồng trong cách nhìn nhận một số sự việc. Nhưng bất đồng quan điểm không bao giờ trở thành xung đột, bởi vì cả hai đều cố gắng đặt vào trung tâm thực tại quan trọng hơn cả, đó chính là sự phát triển và mở rộng của hội dòng. La partenza, cioè la morte di madre Mazzarello, sự ra đi của mẹ Mazzarello là một khoảnh khắc đau đớn đối với Đồng Cagliero và tất cả hội dòng. Chính Ngài đã chuẩn bị thánh lễ và các bài hát cho tang lễ của mẹ. Ngài đã an ủi cộng đoàn Nizza Monferrato trong thời điểm đau đớn này. Bao nhiêu kỷ niệm về Mognese, bao nhiêu cuộc trò chuyện, bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu bí mật sẽ trôi vào ký ức của Đồng Cagliero trong ngày đau buồn ấy. Mối tương quan của Don Bosco với hội dòng con Đức Mẹ Phù Hộ không kết thúc bằng cái chết của mẹ Mazzarello. Nó tiếp tục trong sự chăm sóc của người cha trong nhiều năm nữa. Ngài đã vui mừng khi thấy hội dòng ngày càng phát triển và mở rộng. Công việc có ý nghĩa nhất đối với Ngài là đồng hành với quá trình soạn thảo hiến luật của hội dòng, bắt đầu từ bản thảo, cùng với Don Bosco sửa chữa năm 1875 cho đến lần hiệu đính năm 1922. Sempre a
Ngài luôn cố gắng trao dồi tinh thần truyền giáo trong hội dòng và góp phần vào sự mở rộng của hội dòng. Don Egidio Vigano đã viết về Ngài. Ngài đã là nhà xuất khẩu đoàn sủng Salesian quan trọng nhất trên thế giới. Tôi tin rằng mối tương quan của Don Caliero với mẹ Mazzarello là một bằng chứng hùng hồn rằng sự cộng tác và sự hiệp thông đoàn sủng nhằm vào cùng một sứ mệnh giáo dục và mối dây tinh thần hợp nhất các Salesian và các FMA là một món quà rất tuyệt vời. Vì vậy, chúng ta phải tạ ơn Chúa về điều này. Tôi nghĩ rằng sự hiệp thông trong chân trời đoàn sủng của chúng ta là nét đặc trưng của chúng ta và là món quà đầu tiên mà các SDB và FMA có thể dâng cho giáo hội và cho những người trẻ hôm nay. Từ lời chứng của Don Caliero, chúng ta có thể thấy nơi mẹ Mazzarello một sự hiện diện ân cần, chú tâm, trở thành lời ngôn sứ và do đó có khả năng kiến tạo sự hiệp thông. Một sự hiện diện thúc đẩy chúng ta ngày nay trở thành một sự hiện diện mang tính ngôn sứ và sản sinh sự hiệp thông.